im nha. Chết rồi. Mai muốn đây vợ để cho vợ nó xem. Cho con ông xem. Vâng, thì quý vị và các bạn, hiện tại bây giờ thì đang ăn bánh nhưng mai mốt răng đụng hết rồi, tóc bạc hết, bắt đầu Yeah. Ủa. Diễn sao các bạn?